Xin chào tất cả các em, ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập về phương trình mũ tiết 2. Ở bài học bữa trước chúng ta đã học về giải phương trình mũ cơ bản và chúng ta sẽ học về giải phương trình bằng cách đưa về cùng cơ số và dạng đặc biệt. Ngày hôm nay các em sẽ học về hai phương pháp tiếp theo, đó là phương pháp đặt đoạn phụ và phương pháp logarit hóa. Với phương pháp đặt đoạn phụ, cô sẽ có một bài toán là 1.4 giải các phương trình sau: a nhỏ 4 mũ x trừ đi 3 nhân với lại 2 mũ x cộng với 2 bằng 0. B nhỏ 2 trừ căn 3 tất cả mũ x cộng với lại 2 cộng với căn 3 tất cả mũ x trừ 14 bằng 0. Ở cái bài tập 1.4 này, cô đưa về phương pháp đặt ẩn phụ vì sao? Chúng ta sẽ quay qua một chút xíu về nội dung bài học bữa trước. Ở đây chúng ta sẽ gọi là, các em mặc định cho cô đây là những bài tập A, B, C màu đậm và đây là B, C màu nhạt. Thì ở bài ABC màu đậm chúng ta thấy rằng đây là phương trình mũ cơ bản. Thứ nhất, nó chỉ có một cơ số. Và thứ hai, đó là các em sẽ kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện hay không và chúng ta áp dụng công thức. Với cái trường hợp đó là BC là bài tập màu nhạt này, thì ở đây chúng ta thấy rằng nó phức tạp hơn ở bài câu A. Đó là nó có hai cái cơ số. Đây, cơ số 2, cơ số 8. C cũng thế, là cơ số 9 và cơ số 27. Mục đích của cái bài tập B và C nhạt này, chúng ta sẽ phải đưa cùng với một cơ số. Thì chúng ta thấy rằng ở những bài tập ABC màu đậm và nhạt này, nó khá là đơn giản. Thứ nhất, đó là có một cơ số hoặc hai cơ số. Thứ hai, đó là nó chỉ có các cái hệ số cơ bản và không có liên quan đến những các phép toán cộng trừ nhân chia. Còn ở bài tập 1.4a này, các em thấy rằng thứ nhất của cô có cả phép toán cộng, cả phép toán trừ, cả phép toán nhân. Nó phức tạp hơn rất nhiều hai cái phép toán chúng ta đã học bữa trước. Vậy thì muốn giải bài tập 1.4 tốt này thì cô sẽ hướng dẫn các em giải như sau. Chúng ta đã biết rằng 4 là một số, 4 mũ x là hàm số mũ x, tương tự 2 cũng là hàm số mũ x. Vậy thì ở câu A chúng ta có thấy rằng đây là hàm số mũ. Và thứ hai, đó là cơ số thì khác nhau, đây cơ số 4, đây cơ số 2. Và số mũ thì giống nhau. Và cô thấy rằng 4 thì có thể phân tích được bằng 2 bằng cách như sau. Đó là ta sẽ viết thành 2 mũ x, 2 mũ 2 tất cả mũ x và trừ đi 3 mũ 2x cộng 2 bằng 0. Nghĩa là cái khúc sau chúng ta không động chạm và các em sẽ ghi lại cho cô. Thì chúng ta áp dụng công thức lũy thừa của lũy thừa thì bằng tích của lũy thừa chúng ta sẽ có như sau. Đó là 2 nhân với 2 mũ x trừ đi 3 nhân 2 mũ x cộng với 2. Mục đích này cô đã đưa về cùng cơ số là cơ số 2 trong cái bài tập này. Tuy nhiên, thì khi cô đưa được cơ số 2 thì số mũ của cô nó lại không có đồng nhất. Ở đây chúng ta thấy rằng nó là 2x và ở đây chúng ta thấy rằng x. Vậy cô có thể sử dụng tiếp theo công thức biến đổi giao hoán như sau. Đó là trở thành 2 mũ 2 trừ đi 3 mũ 2x cộng với 2. Rõ ràng là chúng ta chưa đưa về phương trình mũ loga, xin lỗi, phương trình mũ cơ bản. Nhưng cô thấy rằng như sau, ở đây xuất hiện 2 mũ x và ở đây cũng xuất hiện 2 mũ x. Vậy thì bài tập này, những cái gì mà có 2 mũ x cô sẽ đặt bằng t. Và đây là phương trình mũ cho nên là khi chúng ta đặt t, các em phải nhớ một điều cho cô là luôn luôn t phải dương. Ở đâu có 2 mũ x, bây giờ chúng ta sẽ thay bằng t. Ở đây, chúng ta sẽ thay bằng t bình phương trừ đi 3t cộng 2 bằng 0. Vậy thì cô gọi phương trình này là 1 phẩy. Vậy thì 1 phẩy sẽ được đổi biến như sau, là t bình trừ 3t cộng 2 bằng 0. Và cái phương trình này rất là quen thuộc với chúng ta trong chương trình trung học cơ sở và những cái lớp dưới nữa. Dễ dàng các em giải la cho cô được là t là nghiệm là 1 và t nghiệm là 2. Thì ở đây với t bằng 1 chúng ta kết hợp với lại đối chiếu với điều kiện thì thỏa mãn là dương, cho nên cô nhận giá trị này. Với t bằng 2 cô cũng nhận giá trị này. Một số em học sinh thường kết luận ngay là tập nghiệm của phương trình là 1 và 2 là sai. Vì sao? Vì bài tập của chúng ta đang tìm nghiệm của phương trình là tìm x, chứ chúng ta không phải tìm t. Vậy thì muốn tìm x, các em phải trả lại cái biến t cho cô bằng cái biểu thức đặt này. Với t bằng 2 mũ x là biểu thức đặt. Và chúng ta sẽ bằng cụ thể là giá trị t1. Thì chúng ta dễ dàng suy ra được là x bằng 0. Tương tự với cái giá trị t bằng 2 mũ x. Và chúng ta bằng cái giá trị t2 ở đây. Chúng ta dễ dàng suy ra được x bằng 1. Vậy thì các em sẽ kết luận cho cô tập nghiệm của phương trình này sẽ là 0 và 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào bài tập
Câu B đó là 2 cộng với căn 3 mũ x cộng với lại 2 trừ căn 3 mũ x trừ 14 bằng 0. Để dễ gọi phương trình, cô gọi phương trình này là phương trình sao. Nhận xét, phương trình sao là một phương trình không phải là phương trình logarit cơ bản. Vì sao? Thứ nhất, ở đây nó xuất hiện hai cơ số. Thứ nhất là cơ số 2 cộng căn 3. Và thứ hai đó là cơ số 2 trừ căn 3. Và thứ hai, ở đây nó thực hiện có nhiều phép toán, đó là cả cộng, cả trừ. Vậy thì các em không thể quay lại làm theo cái phương pháp của bài toán ABC đậm và BC nhạt. Vậy thì trước khi làm bài tập về mũ thì cô lưu ý cho các em một điều là các em thường quan tâm cho cô. Thứ nhất là về cơ số, thứ hai là về số mũ. Vậy ở đây các em nhận thấy rằng như sau. Cơ số của chúng ta gồm có hai cơ số. Thứ nhất là cơ số 2 cộng căn 3 và 2 trừ căn 3. Thứ hai đó là số mũ thì giống nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta phải xem 2 cộng căn 3 và 2 trừ căn 3 như nào với nhau. Thì các em biết thừa là cái số 2 cộng căn 3 và 2 trừ căn 3 là hai số liên hợp. Vậy thì khi hai số này là liên hợp, chúng ta thử xem, chúng ta xét về tích của chúng như thế nào. Cô thấy như sau, 2 trừ căn 3 nhân 2 cộng căn 3 bằng 1. Các em có thể thử lại cái tích này của cô. Vậy thì khi mà tích của chúng bằng 1 thì ta gọi hai cái số này ngoài là hai số liên hợp ra, người ta còn gọi một cái trường hợp đặc biệt, đó là hai số nghịch đảo. Vậy thì những cái bài toán mà liên quan đến mũ mà hai cơ số nghịch đảo thì chúng ta có thể được phép đặt một biểu thức bằng T và biểu thức còn lại sẽ là 1 trên T. Vậy thì cô sẽ đặt là 2 cộng căn 3 tất cả mũ x bằng T. Cô lại nhắc một lần nữa là khi các em đặt biểu thức về mũ thì chúng ta luôn điều kiện là biểu thức đặt phải dương. Vậy thì ở đâu có 2 cộng căn 3 tất cả mũ x, cô sẽ thay bằng T. Vậy thì ở đây, sao đây? Chúng ta sẽ thấy rằng đây chính là giá trị T. Và tương tự chúng ta sẽ có 2 trừ căn 3 mũ x của các em sẽ phải bằng nghịch đảo, đó là 1 phần T. Các em cũng thay vào sao cho cô. Thì lúc đó thay biểu thức này trở thành 1 trên T. Và anh trừ 14 này không liên quan, chúng ta viết lại. Và chúng ta sẽ có như sau. Ta có phương trình sao bằng T cộng với lại 1 trên T trừ 14. Bằng phương pháp đó là nhân chéo và khử mẫu thì cô nhân chéo T lên đây. T nhân T là T bình. Chúng ta giữ nguyên này. Và anh này là nhân T lên thì sẽ là trừ 14. Và khử mẫu thì chúng ta sẽ khử T đi. Vậy thì lúc đó các em sẽ được một cái phương trình bậc 2 như sau. Là T bình phương trừ 14T cộng 1 bằng 0. Thì cái phương trình này khá là quen thuộc với các em. Đây là phương trình bậc 2. Các em dễ dàng có thể bấm nghiệm được. Đó là 7 cộng với 4 căn 3 và 7 trừ 4 căn 3. Các em có thể coi lại đáp án này. Một số em vẫn có một cái kết luận ngay, đó là phương trình có nghiệm là 7 cộng 4 căn 3 và 7 trừ 4 căn 3. Cô lưu ý rằng ở đây chúng ta tìm nghiệm là chúng ta tìm nghiệm x chứ chúng ta không tìm nghiệm t. Mà t của chúng ta là một biểu thức đặt thông qua x. Vậy thì muốn tìm x chúng ta phải trở về cái biểu thức đặt. Vậy thì khi với cái giá trị t bằng 7 cộng 4 căn 3 cô thay vào biểu thức đặt này, chúng ta sẽ có như sau. Đó là 2 cộng với căn 3 tất cả mũ x chính là t và bằng với cái biểu thức t đầu tiên là 7 cộng 4 căn 3. Vậy thì x sẽ phải bằng logarit cơ số 2 cộng căn 3 của 7 cộng với 4 căn 3 và bằng 2. Chúng ta áp dụng công thức này. Tương tự với t bằng 7 trừ 4 căn 3, dễ dàng các em cũng suy được cho cô x bằng trừ 2. Vậy thì phương trình này gồm có hai nghiệm. Thứ nhất là nghiệm dương 2 và thứ hai là nghiệm trừ 2. Vậy thì khi làm xong cái giải phương trình mũ, cô yêu cầu các em là kết luận cho cô về tập nghiệm. Chúng ta có một cái nhận xét như sau. Phương trình m a mũ fx cộng với n b mũ fx cộng với p bằng 0 với hệ số a nhân với b bằng 1. Với số cơ số a nhân b bằng 1, giả sử a lớn hơn 1. Nếu đặt t bằng a mũ fx thì ta sẽ có đó là b mũ fx bằng 1 trên t. Có nghĩa là chúng ta sẽ đặt là hai số này là số nghịch đảo. Thì đặt một biểu thức mũ bằng t thì biểu thức kia sẽ phải bằng
một trên t là nghịch đảo. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng phương pháp logarit hóa. Phương pháp này sử dụng khi nào thì các em sẽ quan sát như đây. Ở đây chúng ta sẽ có hai loại về giải phương trình logarit hóa. Bằng ở đây chúng ta sẽ theo cơ số A và chúng ta sẽ có công thức là loại 1. Tương tự ở đây dạng tích và bằng một số thì chúng ta cũng sẽ có công thức như thế này. Vậy thì áp dụng từng loại thì cô sẽ có bài tập hướng dẫn như sau. Cô quay trở lại cái ví dụ 1.2b, 1.2c của tiết 1. Thì các em thấy rằng đây là bài 1.2b, 1.2c. Muốn giải cái phương trình mũ này này. Cô thấy rằng nó chưa đưa về dạng cơ bản bằng cách đó là cô đưa về một cái cơ số chung. Và ở đây cô đã cố tình đưa về cơ số chung là 2. Ở câu C chúng ta cũng thấy được chúng ta có thể đưa được cơ số chung là 3. Tuy nhiên đặt vấn đề với các em là vậy thì liệu rằng cái phương trình 5 mũ 5x trừ 2 bằng 3 mũ x. Các em có thể giải theo phương pháp 1.2b, 1.2c không? Và xin nói rằng là không. Vì sao? Bởi vì 5 chúng ta không phân tích được bằng tích của những cái số 3. Và 3 chúng ta cũng không phân tích được bằng tích của những số 5. Và thứ hai đó là 5 là số nguyên tố, 3 cũng là số nguyên tố nên không phân tích được thành các cái thừa số nguyên tố khác. Vậy thì buộc bài này chúng ta phải làm gì? Đó là chúng ta phải khử phương trình mẫu mũ bằng cách đó là logarit hóa. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dạng bài tập mà khi các em thấy rằng các hệ số không đưa về cùng một cơ số. Thứ hai đó là chúng ta sẽ không giải được những cái theo cái dạng bài tập A mũ Fx bằng B mũ Fx. Vậy thì giải cái phương trình này như thế nào? Thì cô sẽ hướng dẫn các em như sau. Cô có thể có logarit cơ số 5 cô chọn để khử. Hoặc cô cũng có thể khử bằng cách đó là logarit cơ số 3. Một số em học tốt hơn thì có thể khử bằng cách đó là logarit số thập phân, đó là logarit của 10 hoặc là nepe. Tuy nhiên là cô khuyến khích các em nên sử dụng các cái cơ số chính trong cái bài tập để logarit nó. Thì ở đây cô chọn theo đúng cái dạng này. Vậy thì cô sẽ chọn đó là 5. Vậy thì bây giờ vế trái của chúng ta là một biểu thức mũ. Ở vế phải chúng ta cũng là một biểu thức mũ. Vậy thì các em có thể logarit hóa hai vế luôn dương như sau. Logarit vế hai vế cơ số 5 ta sẽ có. Ta chỉ cần thêm loga ở phía trước này thôi. Và ta cũng thêm loga ở phía này. Thì chúng ta sẽ áp dụng công thức loga của một bội. Thì sẽ như sau. Loga của cơ số A, B mũ C thì ta sẽ đem mũ C ra ngoài. Vậy ở đây A trong trường hợp ở vế trái là 5, B của các em là 5. Và C trong trường hợp này là 5 mũ X trừ đi 2. Tương tự ở vế phải các em sẽ có A bằng 5, B là bằng 3 và C của các em là bằng X. Vậy thì chúng ta sẽ có cái phép biến đổi đó là 5 nhân X trừ đi 2 bằng loga 5 của 5 và bằng X loga 5 cơ số 3. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng loga 5 của 5 thì bằng 1. Vậy thì anh này bằng 1 thì chúng ta bỏ đi. Chúng ta hạ 5x trừ 2 xuống. Và anh này thì chúng ta không liên quan hạ xuống. Thì rõ ràng vế trái của chúng ta là một biểu thức bậc nhất. Vế phải của các em cũng là một biểu thức bậc nhất. Vậy thì muốn giải phương trình bậc nhất thì các em sẽ làm gì? Chúng ta bằng cách đó là cô lập x và cô lập hệ số tự do. Vậy thì khi cô lập x thì cô phải đẩy x loga 5 cơ số 3 sang bên này, qua 3 sang bên này và 2 âm sang đây thì chúng ta sẽ chuyển sang vế phải thì bằng dương 2. Vậy thì lúc đó cô sẽ có một cái biểu thức đó là 5x trừ đi x loga 5 của 3 bằng 2. Nhận thấy ở đây chúng ta thấy rằng x là nhân tử chung, vậy thì cô sẽ đem ra ngoài. Bên trong của chúng ta khi che x đi thì chỉ còn lại là 5 và ở đây khi mất x đi thì chỉ còn lại là loga 5 của 3 và bằng 2. Thì đây là một phép toán về dạng tích. Thì chúng ta muốn tìm x thì chúng ta sẽ thành bài toán ngược đó là thành thương. Vậy thì tìm x bằng cách đó là ta lấy 2 chia cho 5 trừ loga 5 của 3. Và đây chính là nghiệm của phương trình. Vậy thì khi làm xong thì cô yêu cầu các em là
hãy kết luận một bài toán. Tiếp theo, chúng ta sẽ giải bài tập đó là dạng tích, đó là 3 mũ 2x cộng 1 nhân với 5 mũ x bằng 135. Cô gọi phương trình này là phương trình 2 sao. Để giải phương trình 2 sao, chúng ta có hai cách. Thứ nhất, các em chọn đó là loga cơ số 3. Thứ hai, có thể là chọn loga cơ số 5. Ở đây cô chọn đó là loga cơ số 3 như sau. Do là hai vế luân dương cho nên là cô sẽ logarit hai vế. Vậy thì khi đó cô sẽ thêm loga cơ số 3 về phía trước này và cũng thêm loga của 3 của 135, chúng ta sẽ có biểu thức như sau. Và số 135 các em có thể phân tích thành cái thừa số nguyên tố, đó là 5 nhân với 3 mũ 3. Thì ở đây chúng ta đã học về loga của một tích thì bằng tổng các loga. Chúng ta sẽ áp dụng vào, ta sẽ có như sau. Thì đây là một tích này, sẽ thành tổng này. Rồi, tương tự anh này, loga của một tích cũng sẽ bằng một tổng. Và ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta áp dụng công thức của loga của một lũy thừa thì bằng, ở trong trường hợp này, A, chúng ta sử dụng công thức này. A của các em là 3, B của các em cũng là 3, C của các em trong trường hợp này là 2x cộng 1. Tương tự, các em cũng có thể giải thích ở trong cái loga 3, 5 của x. Vậy thì cái phương trình này sẽ tương đương với là 2x cộng với 1 nhân với loga 3 của 3. Mà loga 3 của 3 chúng ta đã biết là bằng 1. Rồi chúng ta sẽ cộng với loga x nhân với loga 3 của 5. Và chúng ta dễ dàng tính được cái biểu thức này bằng đó là loga 3 của 5 cộng với 3. Ở đây cô sẽ chuyển vế cả cái đẳng thức này sang vế trái thì ta sẽ có đó là 2x cộng 1 trừ đi 3 cộng với x trừ nhân với lại loga 3 của 5 trừ đi loga 3 của 5 bằng 0. Dễ dàng các em rút gọn, 1 trừ đi 3 bằng âm 2. Và ở đây giữa 2 với âm 2 các em có thể đặt nhân tử chung như sau. Đó là 2 nhân với x trừ 1. Tương tự ở đây chúng ta thấy rằng hệ số loga 3 của 5 là hệ số chung. Vậy thì chúng ta sẽ để đưa ra ngoài. Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ được x trừ 1 loga 3 của 5 bằng 0. Thì ở đây chúng ta lại nhóm nhân tử chung là x trừ 1. Ở đây cũng có nhân tử chung là x trừ 1. Vậy chúng ta nhóm ra ngoài. Thì lúc đó chúng ta còn được lại là 2 cộng với loga 3 của 5. Và ở đây là phương trình tích. Chúng ta sẽ có hai trường hợp là x trừ 1 bằng 0 hoặc 2 cộng với lại loga 3 của 5 bằng 0. Tuy nhiên cái giá trị này là một số lớn không, cho nên chúng ta chỉ tương đương với lại x trừ 1 bằng 0. Vậy thì suy ra nghiệm của phương trình này chính là x bằng 1. Vậy thì khi gặp dạng tích hoặc là dạng về hai vế mà không có thể phân tích được chung thì các em có thể dùng phương pháp là loga lít hóa. Các em kết luận cho cô về tập nghiệm. Cách thứ hai, một số bạn bảo là em có cách giải như sau. Đó là ta sẽ áp dụng công thức A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M cộng L. Vậy thì các em mới tách thành 3 mũ 1 nhân với lại 3 mũ 2x nhân với 5 mũ x bằng 135. Và các bạn sẽ tách thành 3 mũ 3 và 3 mũ 2 của x thì sẽ tách thành 9 mũ x nhân với 5 mũ x và bằng với lại 135. Ở đây người ta muốn đưa về cùng số mũ để ta nhân cơ số lại với nhau. Thì khi đó chúng ta sẽ lấy là 135 ta chia cho 3 thì chúng ta chỉ còn lại là 9 mũ x nhân 5 mũ x và kết quả này gộp lại thì trở thành tích quả 9 nhân 5. Và ở đây chính là 45 mũ x và bằng 45. Vậy thì chúng ta dễ dàng tính được x trong trường hợp này bằng 1. Vậy thì thông qua bài tập này, chúng ta có một nhận xét như sau. Một bài toán có thể có rất là nhiều cách giải. Tuy nhiên, trong tùy trường hợp chúng ta sẽ áp giải cách nào cho phù hợp. Chúng ta kết luận tập hợp cho cô. Sau đây là một số nội dung bài tập về nhà các em sẽ làm tương tự. Đó là bài tập 2.5. Cô có cả hướng dẫn và đáp số. Và cô sẽ hướng dẫn với câu C. Tiếp tục là các em sẽ làm ở đây là, xin lỗi, các em sẽ ghi cho cô là bài tập 2.6, đó là giải các phương trình. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.